Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tập 99, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tăng Gia Ba, thời gian ngày 31 tháng 8 năm 1998. Xin lật quyển kinh ra trang 27, xem hàng thứ ba. Chúng ta bắt đầu xem từ đoạn này. Phục hữu vô lượng chủ thủy thần, sở vị phổ hưng vân tràng chủ thủy thần, hải triều văn âm chủ thủy thần, diệu sắc luân kế chủ thủy thần, thiện xảo triền phục chủ thủy thần, ly cấu hương tích chủ thủy thần, phước kiều quan âm chủ thủy thần, tri túc tự tại chủ thủy thần. Hôm qua đã giảng đến đoạn này. Trong câu đức hiệu của mỗi một vị Bồ Tát là nghĩa thú của biểu pháp, tức là pháp tu học của hạnh Bồ Tát. Hay nói cách khác, chúng ta tu học pháp gì phải biết rõ thì mới tu học theo hạnh Bồ Tát. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem từ vị thứ 8 là tịnh hỷ thiện âm chủ thủy thần. Ý nghĩa của câu đức hiệu này rất dễ thể hội. Tịnh là thanh tịnh, hỷ là hoan hỷ. Ý nghĩa của hai chữ thiện âm này rất rộng cũng rất sâu. Âm là âm thanh, đương nhiên là bao gồm cả lời nói. Thiện âm, âm là âm thanh, nhất định là giúp cho người khác đoạn ác tu thiện. Loại âm thanh này đều gọi là thiện âm. Thế nhưng nói đến thiện thì có rất nhiều tiêu chuẩn. Chẳng những trong Phật Pháp có nói rất nhiều tiêu chuẩn, mà trong thế pháp cũng có nói không ít. Trong pháp thế gian cũng có nói rất nhiều. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này. Sau đó chúng ta mới không đến nỗi hiểu sai lầm. Thật tại mà nói, rất khó phân biệt thiện và ác. Trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn có nói được rất nhiều. Thế như Liễu Phàm Tuyên Sinh nói, hiện tại quý vị nhìn thấy là thiện, quý vị được mọi sự như ý, được rất nhiều sự lợi ích. Thế nhưng trải qua mấy năm sau thì hậu quả bất thiện. Loại thiện này không phải là thiện. Có những việc thiện trong đời này khi làm thì họ nghĩ rằng là rất thiện, rất tốt, nhưng đến đời sau thì là bất thiện. Họ đọa vào ác đạo. Do đây mới biết
bậc thánh nhân trong thế xuất thế gian, họ nói cái thiện đó không phải trong hiện tại. Hiện tại thấy tuy là bất thiện nhưng hậu quả thì rất thiện. Đây mới là thiện pháp. Nhãn quan của người phàm phu nông cạn chỉ nhìn thấy hiện tại, không biết được tương lai. Chỉ thấy được hôm nay, không biết được ngày mai. Những nguyên nhân này Phật tại trong kinh luận có nói là vì chúng sanh ngu si. Cái vấn đề này rất là nghiêm trọng. Làm thế nào chuyển được ngu si thành trí huệ? Đây là việc lớn nhất của trong thế xuất thế gian. Ai biết được việc này? Ai chú trọng việc này? Ai mà hết lòng nỗ lực không ngừng làm công việc này? Chỉ có chư Phật Bồ Tát, các ngài biết được, các ngài hiểu rõ. Kể đến là các bậc đại thánh đại hiền trong thế gian, người Trung Quốc thường gọi là cổ thánh tiên hiền. Họ đã minh bạch. Cho nên điều quan trọng nhất trong thế gian chính là phá mê khai ngộ. Đây là đại thiện. Nếu họ mê hoặc điên đảo, tâm không giác ngộ, cho dù có tu đại phước đại thiện đi nữa, thường thường hậu quả cũng không tốt. Có nghĩa là họ dùng tâm thiện đó đã làm sai việc. Họ dùng tâm tốt, kết quả tạo thành tổn hại chúng sanh. Đây tức là họ không có trí huệ. Họ không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Họ không biết được sự thật của nghiệp nhân quả báo. Cho nên mới tạo thành rất nhiều tai họa. Trí huệ từ đâu sanh ra? Là từ trong tâm thanh tịnh sanh ra. Tâm thanh tịnh chính là thiền định. Tu học Phật Pháp, bất luận là tu học Pháp Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Hiển Giáo hay Mật Giáo, Tông Môn hay Giáo Hạ, mục đích đều là tu thiền định. Sự giảng dạy của Phật Pháp là trí huệ. Trí huệ nhất định phải từ trong định sanh ra. Cho nên gọi giới định huệ là tam vô lậu học. Tất cả chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh là dạy những gì? Chính là ba chữ là dạy giới định huệ. Giới là thủ đoạn, không phải mục đích, là phương tiện đầu tiên do giới được định.
Giới chính là giữ phép tắc. Quý vị nhất định phải hiểu rõ cái ý nghĩa này. Quý vị biết giữ phép tắc, quý vị biết giữ quy củ, thì tâm của quý vị thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là thiền định. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí huệ. Khi trí huệ hiện tiền thì mới được pháp hỷ. Nếu quý vị muốn hỏi cái gì là trí huệ, trí huệ chính là pháp hỷ, là pháp hỷ sung mãn. Nghĩa là quý vị đã mở mang trí huệ thì quý vị mới sanh tâm hoan hỷ. Niềm hoan hỷ này không phải từ bên ngoài ngũ dục lục trần kích thích, không phải từ bên ngoài đến, mà là từ trong tự tánh sanh ra, giống như mạch nước tự nó phun ra ngoài. Còn sự khoái lạc của người thế gian đều là do sự kích thích của ngũ dục lục trần. Cái vui từ bên ngoài đến không phải là chân lạc. Cái vui đó trong Phật Pháp gọi là hoại khổ. Cho nên vui là hoại khổ, không phải là chân lạc. Pháp hỷ mới là chân lạc. Thiền duyệt là chân lạc. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, dần dần hiểu rõ, dần dần thế nhập, thì mới thật sự sanh tâm hoan hỷ. Chư vị đồng tu ở trong niệm Phật đường niệm Phật, những người được pháp hỷ không ít. Đây tức là sự thành tựu tu học của quý vị. Quý vị ở trong đạo tràng này tu học, công đức chẳng luôn mất. Do đây mới biết đạo tràng là đối với sự tu hành của chúng ta có tính chất quan trọng. Nếu không ở trong đạo tràng này dũng công thì công phu của quý vị rất khó đắc lực. Công phu đắc lực tức là được tâm thanh tịnh, được pháp hỷ, quý vị không dễ gì đạt được. Tại vì sao? Vì thân tâm không yên. Đạo tràng là giúp cho quý vị tăng thượng duyên, khiến cho quý vị thân tâm được yên ổn, khiến cho quý vị buông bỏ tất cả. Đặc biệt là các đồng tu từ nơi khác đến Tân Gia Ba để niệm Phật, họ đến chuyên tâm niệm Phật một tuần hoặc là niệm Phật một tháng. Khi quý vị đến đạo tràng này thì phải buông bỏ tất cả thân tâm thế giới. Nếu quý vị ở địa phương mình niệm Phật, nhà của quý vị cách không xa, thì người nhà của quý vị đến tìm quý vị, sẽ đến gặp quý vị, hoặc là họ sẽ thường gọi điện thoại thăm hỏi quý vị, thì sẽ làm cho quý vị phân tâm, khiến cho thân tâm của quý vị đều không yên, cho nên quý vị không đạt được pháp hỷ. Nếu quý vị đi nơi khác thật xa, cũng không nói số điện thoại cho họ biết, họ muốn gặp quý vị cũng không thể, cũng không dễ. Đây là thành tựu tăng thượng duyên cho quý vị. Quý vị đến đạo tràng này niệm Phật, tất cả cái gì cũng không cần hỏi, tất cả việc gì quý vị không cần nghe, cũng không cần hỏi. Quý vị ngày đêm chỉ niệm một câu Phật hiệu này, quý vị ở đây tu học sẽ được lợi ích, thật là không thể nghĩ bàn. Điều này tôi cũng không cần nói nhiều, từ quý vị đích thân mà thể nghiệm. Cho nên quý vị thật sự đã được
đã đạt được tịnh hỷ, sau đó từ tịnh hỷ thì sanh ra thiện âm. Nếu âm thanh lời nói của quý vị vẫn là bất thiện, hay nói cách khác, quý vị chưa đạt được tịnh hỷ. Nếu là quý vị đạt được tịnh hỷ thì âm thanh của quý vị nhất định là thiện. Cái thiện này là đối với sự tu học nhất định có tăng trưởng sự lợi ích. Còn bất thiện là đối với sự tu học nhất định có xúc giảm. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Vừa rồi có mấy vị đồng tu đến nói với tôi rằng họ ở trong niệm Phật đường đã niệm hết mấy ngày, thì có vị đồng tu nói với họ: mới niệm có mấy ngày, vì sao các vị càng ngày càng bốn vậy? Họ vừa nghe thì lo sợ rồi, hễ lo sợ là bất thiện. Thế nào là thiện âm? Chúng ta phải quan tâm họ và khích lệ họ. Tôi thấy các vị trong mấy ngày này dụng công sanh sao ốm đi một chút, còn tinh thần và thể là tinh thần của quý vị như thế nào, thể lực như thế nào? Đây là lời quan tâm. Nếu tinh thần và thể lực cảm thấy rất bình thường, còn với trước kia không có khác nhau, sanh sao ốm đi một chút cũng không sao, không hề gì. Cũng là hiện tượng rất bình thường thôi. Vì sao nói hiện tượng rất bình thường? Bởi vì phương thức cuộc sống của quý vị đang chuyển biến. Trước kia một ngày ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Đây là sự thay đổi rất lớn. Trước kia một ngày ăn 3 bữa, ăn 5 bữa, ăn thật là no. Bây giờ quý vị ăn uống rất ít. Đây cũng là sự chuyển biến rất lớn. Nhất là trước kia ăn thịt, bây giờ thì hoàn toàn đang ăn chay. Sự chuyển biến này thì càng lớn. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật là năm 26 tuổi. Tôi học Phật được nửa năm thì ăn trường chay. Sự chuyển biến này đối với thân thể đương nhiên là phải chịu ảnh hưởng, cho nên thân thể ốm đi rất nhiều, vả lại sắc mặt cũng rất khó coi, mặt vàng ốm nhom. Ông trưởng phòng và bạn bè nhìn thấy tôi, họ đều nói tôi có bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. Thế nhưng tôi cảm thấy thể lực và tinh thần của mình không có khác với trước kia, vẫn rất tốt. Nghe mọi người đều nói như vậy, cho nên tôi đi khám thử xem. Khám rồi thì không có bệnh thì tôi càng yên tâm. Cuộc sống như vậy đã trôi qua mấy năm. Tôi nghĩ lại, đối với tôi rất có lợi ích. Bởi vì lúc đó tôi còn trẻ, không thể không đi làm. Khi mọi người nhìn thấy cái thân thể của tôi như vậy, cũng giống như có bệnh vậy. Nói thì không tin, đi khám thì không có bệnh. Thế nhưng khi thấy cái dáng của tôi thì giống như có bệnh rất nặng vậy. Cho nên tôi xin nghỉ phép dài hạn, không làm nữa thì đi xuất gia. Khi đến xin nghỉ làm, nếu họ thấy tôi thân thể khỏe mạnh thì ông trưởng phòng chắc chắn sẽ không cho tôi nghỉ làm. Cho nên thân thể ốm cũng không sao, chỉ cần tinh thần và thể lực tốt thì được rồi.
Bởi vì đây là sự thay đổi trong cuộc sống, nhất định là trên sinh lý sanh ra sự ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này là tốt, không phải không tốt. Chỉ cần tiếp nhận sự ảnh hưởng này thì về sau sẽ bình thường. Những người xuất gia gầy ốm từ xưa đến nay cũng có rất nhiều. Những người gầy ốm đại đa số đều là sống lâu. Trong ngạn ngữ có nói, có tiền khó mua được ốm lúc già. Lúc tuổi tác càng lớn, gầy ốm là điều rất hiếm có. Vào bữa trưa hôm nay, có người từ Viện Chim Bạc gửi cho tôi một bức thơ. Trong thơ nói, vào ngày thứ Bảy năm Tây, do Pháp Sư Quảng Hiệp làm chủ lễ, cử hành động thổ xây cất một ngôi niệm Phật, một ngôi kỷ niệm đường. Họ thỉnh mời các đồng tu chúng ta đến tham dự sái tịnh. Người mang thơ đến là một vị lão cư sĩ. Ông nói với tôi rằng năm nay ông đã 90 mấy tuổi. Thế nhưng theo tôi nhìn thì ông chỉ có khoảng 60-70 tuổi mà thôi. Tai mắt thông minh, dáng ông đi rất mau, cũng là rất ốm. Ông đã 90 mấy tuổi, thật nhìn không ra. Theo người thường mà nhìn ông, nhiều nhất là 60-70 tuổi mà thôi. Tôi hỏi ông ta lúc bình thường dụng công như thế nào. Ông nói lại Phật. Ông mỗi ngày lại Phật. Lại Phật rất tốt, không có vọng tưởng, cho nên ông khỏe mạnh, sống lâu. Đây là tấm gương tốt của người tu hành chúng ta. Người tu hành tâm địa thanh tịnh thì có thiện âm, nhất định tăng trưởng đạo nghiệp của người tu hành. Chủ thủy thần tức là nước. Nước có thể thấm nhuần tất cả chúng sanh, có nghĩa là như vậy. Tịnh hỷ tức là tâm thủy, là tâm địa thanh tịnh, là âm thanh lời nói thiện nhất để giúp cho tất cả chúng sanh thành tựu đạo nghiệp thù thắng nhất. Đạo nghiệp là bao gồm cả trong cuộc sống, ăn mặc ở đi, từng ly từng tí của chúng ta hoàn toàn tương ứng, gọi là đạo nghiệp. Hiện nay người thế gian họ hiểu biết Phật Pháp quá ít, nhất là Phật Pháp Đại Thừa. Khi họ nghe đến chữ đạo này thì nghĩ rằng không có liên quan gì với cuộc sống của mình. Nghĩ như vậy thì sai rồi. Vô thượng đạo chính là trong cuộc sống hàng ngày. Kế tiếp là vị thứ 9, Phổ Hiện Uy Quang Chủ Thủy Thần. Phổ là tâm thanh tịnh bình đẳng, trong tâm không có phân biệt chấp trước, tâm rộng khắp mười phương ba đời thì gọi là phổ. Hiện là thị hiện, uy là oai đức, quang là quang minh. Cái gì gọi là oai đức quang minh?
Tại trong bổn kinh có nói, ý nghĩa của bốn chữ này là chân thật trí huệ. Thật ra hoài đức là chân thật trí huệ, quang minh là thiện xảo phương tiện. Chỉ có chân thật trí huệ và thiện xảo phương tiện thì mới có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cũng có thể thể hiện trong mười phương pháp giới vô lượng vô biên, gọi là phổ hiện. Chúng sanh ở địa phương nào có cảm thì Phật Bồ Tát hiện tướng. Thì Phật Bồ Tát thuyết pháp giáo hóa họ, khiến cho họ được thành tựu, thì gọi là phổ hiện uy quang. Đây là chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, chúng ta cũng phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, phổ hiện là nguyện vọng, chúng ta phải phát nguyện. Như trong kinh thường dạy tứ hoàng thệ nguyện: nguyện độ chúng sanh, nguyện độ nguyện đoạn phiền não, nguyện học pháp môn, nguyện thành Phật đạo. Phải thật sự phát những lời nguyện này. Có nguyện nhất định phải có hành để thực hiện nguyện vọng của mình. Nếu không thì những lời nguyện này của quý vị là nguyện suông, không thể thực hiện được. Có nguyện nhất định phải có hành. Nguyện và hành không thể tách ra. Lúc nào cũng triển hiện ra trí huệ của mình, thì quý vị mới có thể giúp cho người khác giải quyết những vấn đề khó khăn. Nếu như có người đến hỏi quý vị mà quý vị không có cách nào giải đáp, không có cách nào giúp cho họ đoạn nghi sanh tính, thật tại mà nói là vì quý vị không có trí huệ nên không biết giải đáp. Thật ra quý vị không có nguyện và hành. Nếu quý vị có nguyện có hành thì gặp phải những chuyện này, tuy tự mình không có trí huệ nhưng Phật Bồ Tát gia trì cho quý vị. Khi quý vị gặp phải những chuyện này mà không được Phật Bồ Tát gia trì, thì quý vị phải hiểu được vì nguyện và hành của quý vị không đủ, chưa đạt đến cái tiêu chuẩn này. Nếu đạt đến tiêu chuẩn này thì nhất định được Phật Bồ Tát gia trì. Quý vị sẽ giải đáp được rất đúng. Sau khi giải đáp, quý vị sẽ nghĩ: vì sao ta lại có trí huệ này? Tự quý vị cũng hoài nghi vì sao lại có trí huệ, giải đáp hay như vậy. Đó là Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên trong Phật Pháp rất là chú trọng sự phát nguyện, thì quý vị mới có thể thể hiện khắp mọi nơi. Đây cũng là tu hành, đây cũng là hành môn, thường được Phật Bồ Tát gia trì, thì quý vị rất mau mở mang trí huệ. Thế nhưng phải nhớ kỹ,
thật sự mà được Phật Bồ Tát gia trì, thì trong tâm của quý vị nhất định là thanh tịnh. Nếu trong tâm không thanh tịnh, vẫn còn có vọng tưởng, còn có chấp trước, còn có phân biệt, tuy nguyện lực của quý vị rất mạnh, nhưng cũng có người gia trì cho quý vị. Ai gia trì? Là yêu ma quỷ quái gia trì cho quý vị, cũng gia trì cho quý vị rất có trí huệ, rất có biện tài. Đó là yêu ma quỷ quái gia trì cho quý vị. Tại vì sao? Vì quý vị tâm tà, yêu ma quỷ quái cũng tâm tà. Tà với tà cảm ứng với nhau, bọn chúng gia trì cho quý vị. Quý vị cũng có thể thuyết giảng thiện pháp, quý vị cũng có thể là mê hoặc lòng người. Nếu người nào đạo lực kém một chút cũng bị quý vị phá hoại, thì tạo tác tội nghiệp rất nặng. Tuy hiện tại quý vị cũng được một chút sanh danh lợi, được một chút lợi ích, nhưng hậu quả về sau thì đọa địa ngục. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chúng ta được Phật lực gia trì, nhất định là tâm địa thanh tịnh. Cho dù đã khai trí huệ, phước báo và trí huệ đã hiện tiền, tâm địa vẫn là thanh tịnh không nhiễm. Chúng ta phải chú tâm mà quan sát điều này. Quý vị thấy biết bao nhiêu người tu hành, lúc ban đầu cái tâm của họ đích thật là hướng theo chánh đạo, họ có thiện tâm, thế nhưng khi phước báo và trí huệ hiện tiền, thì biết bao nhiêu người tu hành tâm của họ đã thay đổi. Khi trí huệ hiện tiền, biện tài vô ngại, thì trở thành cống cao ngã mạn, khi dễ người khác, tự cho mình là đúng. Khi phước báo hiện tiền, thì mê trong ngũ dục lục trần, tham cầu hưởng thụ, là bởi vì phước báo và trí huệ vừa hiện tiền thì đạo nghiệp của họ suy giảm. Phiền não tăng trưởng, tham sân si mạn ngày ngày tăng trưởng, tương lai thì họ đọa vào tam đồ. Chúng ta xem trong lịch sử, từ xưa đến nay nhìn thấy nhiều người xuất gia đã bị đọa lạc như vậy, chúng ta không thể không cẩn thận. Làm thế nào mới có thể không bị đọa lạc? Suốt đời tốt nhất là y theo một phương thức sinh hoạt đơn giản nhất. Phật chỉ dạy cho chúng ta lấy khổ làm thầy, không nên sống cuộc sống quá sung sướng, phải sống cuộc sống khổ một chút, như vậy mới tốt. Có vị đồng tu nói với tôi rằng cuộc sống ở đây quá sung sướng, người ta cúng dường, những thức qua ăn vật uống quá nhiều quá ngon, phải làm sao đây? Rất dễ thôi, rất dễ thôi, quý vị không ăn thì được rồi. Người ta cúng dường những thức ăn vật uống nhiều như vậy thì nên cho người khác ăn, quý vị không ăn thì được rồi. Quý vị đối với những thứ cúng phẩm đó phải luyện công phu, phải luyện không động tâm, không khởi lòng tham là luyện công phu, làm sao mà không được? Những thức ăn vật uống này vừa bày ra ở trước mặt để dụ dỗ quý vị, thì quý vị cũng muốn nếm thử món này, cũng muốn ăn món kia, vì tâm của quý vị đã động thì dễ đọa lạc.
Người xuất gia chúng ta phải làm tấm gương tốt, tuyệt đối không thể có lòng tham. Phải giữ nguyên tắc của người xuất gia chúng ta. Những thức ăn hoặc uống này hãy để cho các đồng tu tại gia ăn, khiến cho họ sanh tâm hoan hỷ, họ thích đến đạo tràng này niệm Phật. Đến đạo tràng này niệm Phật là hưởng thụ, thì mọi người đều đến. Họ là những người mới học Phật. Nếu mà đến đạo tràng này niệm Phật khổ như vậy thì lần sau họ không dám đến nữa. Cho nên nhất định phải khiến cho họ sanh tâm hoan hỷ, họ cảm thấy đạo tràng này rất tốt, tất cả đều rất tự do ăn uống, thức ăn vật uống đều rất phong phú, thì họ sanh tâm hoan hỷ. Trong Phật Pháp thường nói, đặc biệt là trong thời kỳ mạt Pháp, nay đạo tràng này của chúng ta là đạo tràng đầu tiên, quý vị nên nhớ là niệm Phật đường đầu tiên. Phật dạy chúng ta tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật trí. Có nghĩa là chúng ta bày ra rất nhiều thức ăn vật uống là dụ dỗ họ đến đạo tràng. Dần dần họ nhìn thấy những người xuất gia, tâm của người xuất gia được định như vậy, đều không bị dụ dỗ, thì họ cũng dần dần mà học theo. Thế nhưng những thức ăn vật uống mỗi ngày vẫn phải bày ra. Tại vì sao? Vì mỗi ngày cũng có những người mới đến, đối với họ có sức hấp dẫn. Đây là thiện xảo phương tiện của Phật Pháp Đại Thừa để tiếp dẫn chúng sanh, cho nên không thể thiếu được thức ăn vật uống, càng nhiều càng tốt, thì gọi là phổ hiện uy quang. Cho nên đây là bổn phận của chúng ta, phải làm thế nào thực hiện cho được. Lúc nào cũng phải triển hiện ra giới định huệ của mình. Tuy triển hiện ra giới định huệ nhưng không khởi tâm. Nếu có ý làm ra thì người ta biết quý vị có ý làm ra, không phải thật là giả, cố ý làm ra. Phải là rất tự nhiên lưu rộ ra, không khởi tâm thì đúng rồi. Chúng sanh trong thời đại này rất là phức tạp, không nói so với thời xưa, chỉ nói nửa thế kỷ trước thì biết được chúng sanh rất là phức tạp. Cho nên chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, nên dùng thân gì được độ thoát thì họ hiện thân đó. Chúng ta cũng phải học theo. Chúng ta đối với những chúng sanh căn tánh khác nhau, phải nên dùng phương pháp gì giáo hóa họ thì chúng ta dùng phương pháp đó để độ họ. Không phải hoàn toàn bất biến. Phương pháp dùng cho anh Giáp thì không thích hợp cho anh Ất. Phương pháp dùng cho anh Ất thì chưa chắc thích hợp cho anh Bích. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, phải biết quán cơ, tùy cơ ứng biến. Mục tiêu giáo hóa chúng sanh nhất định là khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, giúp cho họ giác ngộ. Cái mục tiêu này tuyệt đối không thay đổi. Phương pháp thủ đoạn có vô lượng vô biên, nhất định có thể giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, giúp cho họ nhận biết tịnh độ, giúp cho họ hoan hỷ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây chính là hạnh Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát giáo hóa chúng sanh không có định pháp. Một vị sau cùng là Hống Âm Biến Hải Chủ Thủy Thần. Hống Âm là âm thanh cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh, tức là diễn thuyết pháp âm,
là pháp âm khuyên đoạn ác tu thiện. Hống âm là đại âm. Biển hải là biển cả. Biển ở đây là tỷ dụ cho hư không pháp giới, là tận hư không khắp pháp giới. Cái âm thanh này là âm thanh thù thắng bậc nhất, chính là danh hiệu Di Đà, sáu chữ hồng danh. Đích đích thật thật là tận hư không khắp pháp giới. Không có vị Phật nào mà không tuyên dương, không có vị Phật nào mà không niệm Phật. Tất cả chư Phật Như Lai đều niệm A Di Đà Phật. Thì quý vị mới biết được niệm A Di Đà Phật rất là cát tường. Chúng ta ở trong niệm Phật đường, niệm A Di Đà Phật tương ứng với hư không pháp giới, kết hợp với âm ba của tất cả chư Phật Bồ Tát, niệm A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta ở trong niệm Phật đường, niệm Phật, âm thanh của mỗi một người niệm A Di Đà Phật đều là tận hư không khắp pháp giới. Quý vị niệm Phật thì tất cả chư Phật đều sanh tâm hoan hỷ. Cho nên quý vị cũng hoan hỷ. Vì sao quý vị hoan hỷ? Là vì tất cả chư Phật đều sanh tâm hoan hỷ. Đương nhiên là quý vị cũng hoan hỷ. Đây là sự cảm ứng, là sự cảm ứng đạo giao. Đạo lý là như vậy. Kế đến thì mới giảng kinh thuyết pháp. Quý vị nên biết vì sao phải giảng kinh thuyết pháp, là vì muốn khuyên mọi người niệm Phật. Quý vị vào trong niệm Phật đường niệm Phật, có cần giảng pháp hay không? Không cần giảng kinh thuyết pháp. Nếu giảng thì toàn là những lời vô dụng, còn phải giảng hay sao? Nếu ở trong niệm Phật đường không thể hết lòng hết dạ mà niệm Phật. Tại vì sao? Vì cảnh giới bên ngoài khiến cho tâm của quý vị không làm chủ được. Vì bị cảnh giới bên ngoài làm lay động, cho nên trong trạng huống này thì không thể không giảng kinh. Nếu quý vị ở trong niệm Phật đường niệm Phật, lòng tin kiên cố như trong kinh Kim Cang có nói, tính tâm bất nghịch, thì không cần giảng kinh, cũng không cần nghe kinh. Vì lòng tin đã vững chắc, không cần nghe kinh. Quý vị đã thành tựu, đều đã thành tựu tam học giới định huệ. Nếu lòng tin vẫn không thanh tịnh, vẫn còn nghi hoặc, tự mình không rõ, tự mình phải rõ ràng, phải minh bạch, tự mình phải rõ ràng. Nếu tâm còn có nghi hoặc thì sẽ bị cảnh giới bên ngoài làm lay động. Cho nên nhất định phải nghe kinh, nhất định phải nghiên cứu giáo lý. Nghiên cứu giáo lý là đối với những người có nghi hoặc nghiêm trọng. Mục đích nghiên cứu giáo lý là giúp cho họ đoạn nghi sanh tính. Mục đích ở tại chỗ này. Nếu trong tâm nghi hoặc không nghiêm trọng thì hồi đầu rất mau, chỉ nghe kinh thì được rồi, không cần nghiên cứu giáo lý. Chỉ cần mỗi ngày nghe kinh thì có thể giữ vững lòng tin của mình, không bị cảnh giới bên ngoài làm lay động. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ
những chân tướng sự thật này, thì phát tâm đi giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh, tức là đi thu nhận học viên bên ngoài, đi khắp nơi khuyên mọi người đến niệm Phật đường niệm Phật. Đây là công việc của chúng ta phải làm. Trong những buổi giảng tôi đã nói qua nhiều lần, những vị pháp sư ở trong niệm Phật đường hướng dẫn đại chúng tu hành, gọi là nội hộ, tức là chăm lo đại chúng trong niệm Phật đường. Còn pháp sư giảng kinh thuyết pháp là ngoại hộ, tức là đi thu nhận học viên ở bên ngoài, khuyên mọi người đến niệm Phật đường niệm Phật, là thuộc về ngoại hộ. Hai cái công đức này là bằng nhau, tuyệt đối không phải nói công đức của pháp sư giảng kinh rất lớn. Nghĩ rằng pháp sư ở trong niệm Phật đường không biết giảng kinh, chỉ biết niệm một câu A Di Đà Phật, thì chúng ta khinh thường họ, coi thường họ, thì đây là cách nghĩ quá đỗi sai lầm, tuyệt đối là bình đẳng. Vị pháp sư mà thật sự thông đạt giáo lý, họ đối với các pháp sư hướng dẫn đại chúng trong niệm Phật đường hoặc thiền đường, họ tuyệt đối tôn trọng, không bao giờ có ý niệm khinh mạng. Tại vì sao? Vì họ đã hiểu rõ đạo lý, đã hiểu rõ đạo lý. Nếu tâm của họ có khinh mạng là vì họ không hiểu rõ đạo lý, không hiểu Phật pháp. Nếu họ hiểu rõ đạo Phật pháp thì họ không có thái độ này. Thật tại mà nói, thật sự mà phát tâm hoằng pháp lợi sanh, quý vị giảng được khiến cho người tin tưởng, giảng được khiến cho người hoan hỷ, thì họ tự nguyện đến niệm Phật đường niệm Phật. Người biết giảng kinh cũng phải có một chút công phu, nếu không có công phu thì không có ai tin. Hạ công phu ở đâu? Ở trong niệm Phật đường. Cho nên phải ở trong niệm Phật đường niệm Phật từ 3 năm đến 5 năm. Vào thời xưa theo tiêu chuẩn thông thường là 5 năm. Trước tiên ở trong niệm Phật đường niệm Phật 5 năm, sau đó mới học giảng kinh. Hoặc là trước tiên ở trong thiền đường tham học 5 năm, sau đó mới đi học giáo. Cổ nhân là dùng cái phương thức này, có nghĩa là trước tiên dạy cho quý vị tâm định. Thời gian 5 năm là tu tâm thanh tịnh. Trong Phật pháp thì nói bồi dưỡng căn bản trí, còn trong kinh Bát Nhã thì nói Bát Nhã vô tri. Vô tri chính là căn bản trí. Hoặc trong thiền đường, hoặc trong niệm Phật đường, thời gian 5 năm là bồi dưỡng vô tri của quý vị. Vô tri tức là tâm thanh tịnh. Sau 5 năm thì đi học giáo. Học giáo là vô sở bất tri. Quý vị đọc kinh, quý vị nghe giảng kinh sẽ được khai ngộ, thì gọi là vô sở bất tri. Giả như tâm của quý vị không thanh tịnh, thường hay nổi dậy vọng niệm, có rất nhiều phiền não, ưu tư, lo lắng, dù quý vị có học giáo, học hết 300 năm, quý vị cũng không khai ngộ. Thật tại mà nói, quý vị chưa khai ngộ thì quý vị không thể giảng kinh. Tuy quý vị có chuẩn bị tài liệu rất đầy đủ, nhưng đều là của người khác, không phải trong tự tánh của quý vị lưu lộ ra.
Quý vị là từ bên ngoài lộn lạc từng chút làm thành một bài giảng, không phải từ trong tự tánh của quý vị lưu lộ ra. Vì quý vị chưa khai ngộ, chư Phật Như Lai chỉ dạy cho tất cả đệ tử đều hy vọng mọi người thật sự được khai ngộ minh tâm kiến tánh, thì giảng kinh thuyết pháp đều là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Đây là chư Phật Như Lai đều mong muốn tất cả đệ tử chúng ta được khai ngộ. Chúng ta không thể phụ lòng của chư Phật Như Lai, chúng ta phải nhất định hết lòng mà tu học y giáo phụng hành. Bốn chữ hóng âm biến hải, đây là nói sự thành tựu, là sự thành tựu cứu cánh viên mãn vô cùng thù thắng, thật sự là phổ độ tất cả chúng sanh. Nói một cách cạn cợt nhất chính là niệm Phật đường. Trong niệm Phật đường là chính pháp giới chúng sanh đều bình đẳng được độ. Bậc đẳng giác Bồ Tát vào trong niệm Phật đường cũng là niệm một câu A Di Đà Phật. Ác đạo chúng sanh vào trong niệm Phật đường cũng là niệm một câu A Di Đà Phật. Vì đây là pháp môn bình đẳng, cho nên được độ bình đẳng, thành tựu bình đẳng, thật là không thể nghĩ bàn. Vì vậy cổ nhân nói pháp môn này là ngũ thừa, tề sanh báo độ. Tề có nghĩa là bình đẳng, tất cả đều sanh thật báo trang nghiêm độ. Tuy trong ngũ thừa có khác biệt, Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Nhân Thiên, đây là ngũ thừa, nhưng ngũ thừa cùng sanh thật báo trang nghiêm độ. Cho nên pháp môn này không thể nghĩ bàn. Xin xem tiếp một câu này là tổng kết như thị đẳng như vi thượng thủ kỳ số vô lượng. Không cần giải thích câu này, vì ý nghĩa của câu này cùng với phần trước cũng giống như nhau, là nói rõ chủ thủy thần đến tham dự pháp hội số lượng cũng là vô lượng vô biên. Ý nghĩa của câu này là tán thán công đức không thể nghĩ bàn. Kế tiếp là thường cần cứu hộ nhất thiết chúng sanh nhi vi lợi ích. Nay chúng ta đọc đến câu kinh văn này, sự cảm xúc của chúng ta nhiều hơn lúc bình thường. Bởi vì hiện nay có thể nói trong thế giới này có rất nhiều khu vực đang gặp phải nạn lụt. Ngay trong lúc này, chủ thủy thần cũng phát tâm cứu tế, cứu vớt những chúng sanh khổ nạn bị nước nhận chìm. Chủ thủy thần cứu vớt họ. Hiện nay trong xã hội phát khởi vận động cứu tế nạn lụt, chúng ta cũng phải quyên góp tiền bạc của mình cực khổ kiếm được
để cứu tế chúng sanh khổ nạn. Chư vị đồng tu nên biết, chúng ta ở trong niệm Phật đường này tinh tấn chuyên niệm A Di Đà Phật cũng là vì muốn cứu tế nạn lục. Chúng ta niệm Phật có thể cứu tế được nạn lục hay không? Cái đạo lý này trong phần trước đã giảng cho quý vị rồi, nhất định sẽ khởi tác dụng. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Nếu không hiểu đạo lý này cũng không sao, chỉ cần chân thành khẩn thiết niệm Phật cũng sẽ khởi tác dụng. Cho nên người không hiểu đạo lý, chỉ cần họ khẩn thiết dùng tâm chân thành niệm Phật thì nhất định có cảm ứng. Còn người đã hiểu rõ đạo lý, đương nhiên là họ không còn nghi hoặc. Quý vị mà đoạn hết tất cả nghi hoặc thì tâm của quý vị thanh tịnh, quý vị niệm Phật nhất định có cảm ứng. Tế khổ gọi là hộ. Hiện nay họ đang trong tình cảnh nguy nan, chúng ta phải cứu giúp họ thì gọi là hộ. Đây là từ trên phương diện nạn lục hiện nay mà nói, chúng ta đều có cảm xúc như vậy. Còn trong Phật Pháp, ý nghĩa của biểu Pháp thì càng sâu hơn. Nghĩa là chúng ta bị nước nhận chìm. Cái gì là nước? Tham ái là nước.